đầu từ ngày 1 tháng 7, tại các cơ quan nhà nước, trường học, trung tâm mua sắm và chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh không được cung cấp cho khách hàng ăn uống tại chỗ loại ống hút nhựa dùng một lần. Các cửa hàng thức ăn nhanh ra thông báo ghi rõ là không cung cấp ống hút nhựa dùng một lần, mà cung cấp loại nắp cốc có chỗ mở ra để uống. Còn cửa hàng bán kem này thì dùng ống hút giấy. Đa số người dân đều ủng hộ chính sách này. Mặc dù có thể uống từ nắp cốc nhưng cũng vẫn có người lấy ống hút giấy. Đoàn thể bảo vệ môi trường không ủng hộ cách thu hồi rác hiện tại. Trong tình trạng không có kênh thu hồi ống hút, chính phủ quảng bá ống hút bằng nguyên liệu PLA là chất liệu có thể phân hủy sinh học, nhưng lại không thể phân hủy sau khi được chôn như dự kiến. Ngoài ra cũng kêu gọi chính phủ hãy mở rộng đối tượng áp dụng. Hiện tại, Đài Loan mỗi năm dùng hết khoảng 3 tỷ chiếc ống hút, bình quân mỗi người hơn 120 chiếc. Sau khi thực hiện chính sách này, ước tính sẽ giảm 100 triệu chiếc ống hút mỗi năm. Chính phủ cho biết sẽ theo kế hoạch ban đầu, sau khi thực hiện một năm sẽ đánh giá tiếp xem có mở rộng cho đối tượng khách mua đem về hay không. Khoảng 3 giờ chiều ngày 1 tháng 7, tại hai xã Lâm Biên và Nam Châu, huyện Bình Đông, xuất hiện cảnh tượng được cho là lốc cuốn. Gió mạnh đến nỗi xe máy bị đổ hàng loạt, vải bạt che mưa cũng bị thổi rách. Ngôi nhà làm bằng tôn bị thổi bay, nhà nhà những biển hiệu, cột điện bị thổi đổ. Tại địa phương có tới 7.468 hộ bị mất điện, ngoài ra có 4 người bị thương phải đưa đến bệnh viện. Theo trạm khí tượng Hằng Xuân chỉ ra, đó là vì trong khoảng từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ chiều ngày 1 tháng 7, dòng đối lưu ở ven biển ở gần Lâm Biên và Đông Cảng tăng cường đã gây ra hiện tượng trên. Chính quyền huyện Bình Đông cũng lập tức khởi động cơ chế ứng biến thiên tai. Điện bị ngắt, tới hơn 9 giờ tối đã cấp điện trở lại hoàn toàn, còn công việc dọn dẹp khắc phục cũng đã mời các đơn vị quân đội chi viện. Tổng cộng có 80 quân nhân đến hỗ trợ công việc dọn dẹp cho hai làng xã gặp thiên tai. Nhân kỷ niệm 22 năm Hồng Kông được trả về Trung Quốc, ngày 1 tháng 7, ngoài cuộc biểu tình quy mô lớn của Tổ chức Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền, thì còn có đông đảo người dân Hồng Kông phản đối điều luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc, cùng yêu cầu chính quyền đặc khu phải rút lại điều luật này và yêu cầu trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức. Ngoài ra, tối ngày 1 tháng 7 còn có một đám đông phản đối luật dẫn độ phá cổng và cửa kính rồi chiếm lĩnh hội trường của Hội đồng Lập pháp. Đám đông biểu tình chiếm lĩnh trụ sở Hội đồng Lập pháp, dùng sơn phun lên tường dòng chữ phản đối luật dẫn độ, yêu cầu rút lại điều luật này. Trên tường của Hội đồng Lập pháp xuất hiện dòng chữ Hoa hướng dương Hồng Kông. So sánh sự kiện chiếm lĩnh lần này với cuộc biểu tình Hoa hướng dương của sinh viên Đài Loan năm 2014, đám đông biểu tình hừng hực khí thế xông vào Hội đồng Lập pháp. Cảnh sát không giải tán đám đông ngay lập tức, nhưng sau hơn 10 phút đám đông biểu tình có sự bất đồng ý kiến, người thì hô rút lui, người thì hy vọng kiên quyết đến cùng. Hy vọng đại chúng xã hội đoàn kết nhất trí, đối kháng ác pháp, đối kháng bạo政, cùng đồng bảo vệ Hồng Kông. Vào 12 giờ đêm, cảnh sát phòng chống bạo động tập trung tại các ngã tư đường, sử dụng tấm chắn và rùi cui tiến sát đến đám đông biểu tình, đồng thời cũng dỡ bỏ rào chắn, liên tục hô lớn yêu cầu những người biểu tình rời đi. Sau đó đã bắt đầu giải tán đám đông bằng hàng loạt đạn hơi cay. Trước sức mạnh của lực lượng cảnh sát, đám đông liên tục bị đẩy lùi. Đám đông từng có lúc đối đầu khá gay gắt với cảnh sát, nhưng sau đó rút lui dần. Cảnh sát đã dẹp các tuyến đường trở nên quang đãng, không tiếp tục xảy ra xung đột. Do vậy đã kết thúc cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7.